Hello, chào các bạn nha. Hôm nay hốt mì mất rơi nha các bạn. Đây đang hốt mì gần được 100 bao đấy các bạn ơi. Giờ còn nhiều kìa. Các bạn, mình sẽ quay cho các bạn xem nha các bạn ơi. Đấy. Mì còn nhiều lắm. Chưa hốt hết nha các bạn, sợ mưa hôm nay. Nó mưa gió mạnh lắm mọi người. Đấy. Đang hốt vội vã quá mọi người. Đang hốt mì nha. 10 người hốt giờ tới sáng giờ chưa xong gần 12 giờ rồi đấy. Mà Pêu đang đi cào mì nha các bạn. Đấy. Nhanh lắm các bạn. Mà Pêu. Hôm nay làm lười á các bạn. Đây, chủ nhà. Phe nha, mà phe không vô hốt mi đâu, mà phe đang chơi cá ở nhà ấy. Mi phe đang buồn nhá các bạn.